Trở lại chương trình Houston Nhật Ký với Trần Nhật Phong và các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình và đã kiên nhẫn nghe Phong cái đề tài đầu tiên. Và chương trình này vẫn được phát hình và phát thanh từ Nam California đến Houston và các nơi trên thế giới. Bên cạnh đó thì cái chương trình này được phát hình và phát thanh lúc 5 giờ 30 giờ California, tức là 7 giờ 30 giờ Houston, Texas. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên, Phong đã cắt nghĩa cho các bạn thể hiểu thêm, follow up cái bài nói chuyện ngày hôm qua, là cuộc chiến của Hoa Kỳ và Trung Quốc là một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Và trước khi có cuộc chiến thì nó vẫn có những cái bước đi của nó. Và những cái bước đi của nó mà như Phong đã nói ngày hôm qua và hôm nay chỉ lặp lại thôi: pháp lý, ngoại giao và quân sự. Thì bây giờ đang trong tuần lễ của cái pháp lý, và qua tuần tới thì sẽ là cái cuộc chiến của ngoại giao. Tại sao Phong nói như vậy? Ok các bạn, ngay từ trong tuần này, giữa lúc mà đôi bên đang căng thẳng thì một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng, thì cho thấy rằng là các bạn, đây là cái bài viết ngày hôm nay ở tờ South China Morning Post luôn ha các bạn, số ra ngày thứ bảy, là bên Á Châu bây giờ là ngày thứ bảy này các bạn. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang mạo hiểm một rủi ro quân sự mà không có cái sự liên lạc về liên lạc với nhau. Một nhà gọi là ngoại giao hàng đầu của các nước Đông Á đã lên tiếng cảnh báo, và Washington và Bắc Kinh phải nên xây dựng cái niềm tin và có những cái cuộc đối thoại để xóa đi những cái rủi ro và căng thẳng ở trên biển Đông hoặc là eo biển Đài Loan. Đó là lời phát biểu của một cựu ngoại giao Hoa Kỳ ở tại Á Châu đã lên tiếng cảnh cáo. Và đây là lời cảnh cáo ông, đó là Susan Thompson, một cựu quyền thứ trưởng đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nói với tờ South China Morning Post. Đây là một nhà ngoại giao của Hoa Kỳ. Và tôi không cảm thấy rằng là có cái gì đó có thể để đối phó với cái sự leo thang. Ông không cảm thấy là gọi là an tâm. Bà không cảm thấy là an tâm khi mà có một cái gì đó mà nó dẫn để đối phó với sự leo thang. Và bà này là đã retire, tức là đã về hưu từ hồi tháng 7. Bà đã làm việc cho cái cơ quan gọi là của lực lượng hải quân Hoa Kỳ, và là làm khá lâu, và đã từng làm việc chung với lại phía PLA của Trung Quốc luôn nữa các bạn. Đây là bà Thompson, đó là bà này. Và trong cái lời phát biểu của bà này thì các bạn nhìn thấy là bà đưa ra những cái giải pháp để có những cái nỗ lực giảm bớt căng thẳng ở trên eo biển Đài Loan và trên biển Đông. Lý do tại sao mà bà này đưa ra cái lời phát biểu này ngay trong cái giai đoạn của tuần lễ cuối cùng bầu cử tại Hoa Kỳ? Đây là một trong những cái nằm chung trong một cái ngữ cảnh lớn. Và cái lời phát biểu này cho thấy rằng tất cả các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ, những người cựu ngoại giao hay là những nhà mà gọi là nghiên cứu về cái tình hình của Trung Quốc và Hoa Kỳ, đều có cái cảm nhận rằng sự leo thang này nó đã không thể dừng lại được. Và tất cả đều lên tiếng cảnh cáo là phải build một cái kênh, build một cái channel, tức là xây dựng một cái kênh đối thoại. Mà cái kênh này giống như cái kênh nóng, tương tự như tình hình của Bắc Hàn và Nam Hàn. Khi hai bên sát gần tới chiến tranh lần nữa thì luôn luôn có một cái đường dây nóng giữa đôi bên để mà có thể giải thích và có thể gọi lẫn nhau trong cái thời điểm mà khẩn cấp nhất, có thể dẫn đến một cái cuộc chiến. Thì bây giờ bà này cũng đưa ra cái khái niệm này, là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc phải thiết lập một cái kênh ngoại giao và đưa tất cả mọi thứ lên và có những cái cuộc đối thoại một cách trực tiếp. Đặc biệt là bởi vì bà phụ trách về cái mảng mà Đông Á, Thái Bình Dương, và cũng là làm việc với hải quân của cả Hoa Kỳ lẫn PLA, tức là hải quân của Trung Quốc. Và bà thấy rằng là cái tầm quan trọng khi mà hải quân đôi bên không có cái cuộc liên lạc, đối thoại, thì nó sẽ xảy ra những cái đụng chạm trên biển Đông và eo biển Đài Loan. Mà trong thời gian gần đây là các bạn thấy là đã gia tăng, và cách đây mấy tuần các bạn còn nhớ là khu trục hạm của Hoa Kỳ khi mà băng qua cái eo biển Đài Loan, cái biển Đông đó, thì là khu trục hạm của Trung Quốc rượt theo và cách nhau chỉ có 45 gia mà thôi. Tức là gần như là sẽ chạm vào nhau rồi. Và sau đó hai bên buông nhau ra. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại tiếp tục đưa tàu hải quân băng ngang eo biển Đài Loan như một sự thách thức. Và nó không có cái communicate, tức là không có cái sự đối thoại với phía Trung Quốc là tôi đang đi ngang cái eo biển này. Thì nó dễ dàng gây ra cái gọi là cái phản ứng của lực lượng hải quân đôi bên. Và từ cái phản ứng của lực lượng hải quân đôi bên, nó dễ dàng đưa tới chiến tranh. Thì các bạn nhìn thấy là những nhà ngoại giao hay là những nhà quan sát tình hình ở khu vực Biển Đông đã thấy rõ là tình hình đã tới cái mức
mà đôi bên đang cần, một cái kênh ngoại giao, một cái kênh đối thoại, không phải là ngoại giao nữa, một cái kênh đối thoại cần thiết để có thể giảm đi những cái đụng chạm bất ngờ ở trên mặt biển. Và từ cái đụng chạm đó, nó sẽ nổ ra thành một cuộc chiến giữa đôi bên có thể xảy ra. Do đó thì các nhà ngoại giao đã bắt đầu xúm lại. Thì cái này để cho các bạn thấy là từ cái giai đoạn pháp lý nó xong rồi, và bây giờ đang chuẩn bị đi tới cái tiến trình của ngoại giao. Do đó là những cái lời kêu gọi này đưa ra trong cái tuần lễ này thì các bạn có thấy hợp lý chưa? Hợp lý giống như tôi đã giải thích chưa? Tại vì thứ ba là sau bầu cử là bắt đầu là sẽ, giống như tôi nói, đôi bên sẽ có cái mức mà gọi là, không phải là gọi là rút bớt củi ra, nhưng mà ít nhất họ không châm thêm củi vào ở trong cái quá trình mà hai bên còn đang căng thẳng. Thì việc còn cái việc rút bớt củi ra hay không, nó còn chờ vào cái cuộc đối thoại của ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái hội nghị G20. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì mặc dù Tổng thống Trump ngày hôm qua hôm kia cho rằng là ông đã có cuộc nói chuyện rất là cởi mở với lại ông Tập Cận Bình, ông Tập Cận Bình thì cảm thấy rất là vui vẻ để nói chuyện với ông Trump, hai bên đều có những cái lời lẽ xã giao đó. Nhưng mà các bạn còn nhớ khi mà Tổng thống Trump tới viếng Bắc Kinh lần đầu tiên không? Ông cũng đã coi Tập Cận Bình là một người bạn rất thân. Và ngược lại, ông Tập Cận Bình đã dùng một cái nghi lễ đón tiếp Tổng thống Donald Trump được xem là chưa từng có trong lịch sử của Trung Quốc, khi đón tiếp một vị Tổng thống Hoa Kỳ. Thì các bạn thấy rằng là ông Tập Cận Bình đã dùng những cái gọi là ngọt ngào nhất để đón tiếp ông Trump. Và ông Trump cũng đã có những lời lẽ ngọt ngào nhất dành cho Tập Cận Bình. Nhưng mà khi hai bên trở về quốc gia thì họ phải bảo vệ cái quyền lợi quốc gia của họ. Tổng thống Trump vẫn phải thực hiện đúng cái chính sách mà ông nhìn ra được từ lúc mà ông còn chưa là Tổng thống. Ông nhìn ra được bài toán của Trung Quốc từ lúc ông còn chưa là Tổng thống nữa. Thì ông vẫn thực hành cái chính sách đó và càng lúc càng cứng rắn hơn với Trung Quốc, khiến cho mọi người quên đi rằng ông từng nói Tập Cận Bình là bạn, là một người bạn tốt mà. Thì các bạn thấy, thì qua cái tuần lễ này, ngày hôm qua hôm kia, thì các bạn nghe ngôn ngữ của hai bên cũng giống như cái ngôn ngữ mà hôm mà Tổng thống Trump tới viếng thăm Bắc Kinh, không có gì thay đổi hết. Đúng không các bạn? Và như vậy thì các bạn thấy là cái ngôn ngữ ngoại giao, sau cái ngôn ngữ ngoại giao nó sẽ là cái gì? Lúc đó khâu pháp lý làm việc tiếp tục. Và họ sẽ trưng ra các bằng chứng cụ thể hơn, chứng minh là Trung Quốc đã ăn cắp ABCD. Tức là sau cái giải pháp ngoại giao, thì là sẽ là phía pháp lý sẽ trưng ra tất cả các bằng chứng. Tại vì các bằng chứng đó là cái lý do chính đáng nhất để Hoa Kỳ khởi động một cái biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Mà cái biện pháp trừng phạt này trước tiên hết là cái công ty đó là công ty quốc doanh thuộc quyền làm chủ của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Vậy thì nếu là một công ty tư nhân thì còn đưa ra làm dây tế thần được. Nhưng bây giờ công ty này là công ty quốc doanh, và những kẻ điều hành công ty này đều là những thành phần, những thành viên và là cựu thành viên của lực lượng giải phóng Trung Quốc PLA. Thì bây giờ nếu mà trừng phạt thì là phải trừng phạt cả một quốc gia, chứ không thể trừng phạt một mình cái công ty này được. Tại công ty này dưới quyền lãnh đạo của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Do đó trong cái tuần lễ kế tiếp là phía bên Bộ Tư pháp sẽ tung ra hàng, sau cái tuần lễ mà tôi nói ngoại giao nha, sau cái tuần lễ mà những cái tuần lễ mà có cái mềm dẻo về ngoại giao đó, là khi mà cái cuộc đối thoại giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Trump bế tắc đó, không có giải quyết được đó, là bắt đầu là phía Bộ Ngoại giao, bên phía Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tung ra những cái bằng chứng để chuẩn bị cho một cuộc chiến với Trung Quốc. Đó là cái tôi đang đặt trường hợp là nếu như ngày mà thứ ba này phía Đảng Cộng hòa vẫn chiếm giữ đa số trong Quốc hội. Còn nếu đặt trường hợp mà một trong hai viện ở Quốc hội phía Dân chủ kiểm soát thì như thế nào? Tôi nói với các bạn, từ ngày đó tới ngày hôm nay là phía Dân chủ không hề lên tiếng phản đối cái chính sách của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc, cho thấy là họ ngầm đồng ý cái chính sách này. Do đó cái lực cản nó chưa chắc đã có. Cái lực cản cho cái chính sách cứng rắn của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc chưa chắc đã có. Có thể họ chỉ dùng một chút xíu cái đó làm cái áp lực để họ đổi lại một hai việc khác ở trong nội địa Hoa Kỳ. Ví dụ như là họ dùng là ok, anh muốn tôi bỏ phiếu cho cuộc chiến thì anh cũng phải nhẹ nhàng với lại di dân cùng một chút, hay là anh cũng phải giải tỏa bớt cái này cái kia một chút cho phía chúng tôi. Đó là cái kiểu mà Đảng Dân Chủ muốn thỏa hiệp với Đảng Cộng Hòa để mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Nếu như Đảng Dân Chủ kiểm soát được một hay hai viện trong Quốc hội, đặc biệt với hồ sơ của Trung Quốc, thì các bạn thấy rõ ràng là trong cái cuộc chiến này coi như là mình sẽ coi như là bỏ qua cái việc mà ai sẽ thắng trong cái kỳ bầu cử này.
Tại vì dù là dân chủ có chiếm thượng phong hay cộng hòa có chiếm thượng phong thì cái chính sách của ông Trump vẫn phải tiếp tục đi. Và đảng dân chủ không phản đối thì có nghĩa là họ đã đồng ý cái chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc. Nếu mà họ đã phản đối thì trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều thành viên của đảng dân chủ lên tiếng phản đối về cái cuộc chiến mậu dịch của tổng thống Trump với Trung Quốc rồi. Nhưng mà các bạn thấy hoàn toàn các thành viên đảng dân chủ hoàn toàn không, họ chống đối ổng rất nhiều các vấn đề nội địa lẫn đối ngoại của tổng thống Trump, từ việc mà tổng thống Trump siết chặt cái vấn đề di dân, thay đổi một số luật lệ, rồi thay đổi cả hiến pháp Hoa Kỳ nữa, tức là điều số 14 mà sanh con tại Mỹ đó. Rồi về đối ngoại là họ gia tăng cái áp lực đối với tổng thống Trump về cái hồ sơ của Saudi Arabia giết chết nhà báo Khashoggi của tờ Washington Post. Họ đòi hỏi tổng thống Trump phải đưa ra lệnh trừng phạt đối với Saudi Arabia. Rồi cái vụ mà tổng thống Trump gia tăng áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ để trả tự do cho vị mục sư. Rồi cái hồ sơ của Do Thái và Palestine. Đảng Dân Chủ thì họ gia tăng áp lực tất cả các cái hồ sơ đó với tổng thống Trump trong chính sách đối ngoại. Nhưng mà riêng với Trung Quốc họ không có hề có một cái question nào hết. Thì các bạn biết, do đó tôi đặt cái trường hợp dù là đảng nào mà chiếm thượng phong trong cái cuộc bầu cử này thì cái chính sách đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Và sau cái cuộc họp của ông Trump với Tập Cận Bình, nếu như đôi bên không có đạt được thỏa thuận gì hết về mặt quy tắc thì phía pháp lý sẽ tiếp tục tung ra tất cả những cái bằng chứng. Và từ những cái bằng chứng đó nó dẫn đến cái gì? Hoa Kỳ sẽ đề xuất lên Liên Hiệp Quốc. Đương nhiên Trung Quốc nằm trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì Trung Quốc phản đối rồi. Nga vẫn giữ thái độ bàng quan chưa biết được, tại vì Nga còn phải coi vào các cái bằng chứng này nữa chứ không phải không. Nhưng mà ít nhất Anh, Pháp, Hoa Kỳ sẽ là 3 phiếu thì sẽ đưa lên Liên Hiệp Quốc để trừng phạt Trung Quốc. Và nếu như mà Trung Quốc tự bỏ phiếu chống ở trong cái vụ này thì Trung Quốc sẽ kẹt đạn ngay. Và lúc đó nó đi tới cái gì các bạn? Cái lệnh cấm nó sẽ được thực thi, cái nghị quyết đó trước. Từ cái nghị quyết đó Hoa Kỳ mới bắt đầu thi hành các cái lệnh cấm vận. Và cái lệnh cấm vận đó là lệnh truy nã quốc tế, bắt giữ hay tất cả những thứ đó, và yêu cầu Trung Quốc trong một cái thời hạn 3 tháng, 6 tháng, 2 tháng gì đó phải giao những nhân vật đó qua cho Hoa Kỳ xét xử. Và nếu Trung Quốc không làm thì biện pháp kế tiếp sẽ mạnh hơn. Và biện pháp mạnh hơn thì có nghĩa là các bạn biết chuyện gì xảy ra. Và trong cái giai đoạn đó thì Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Trung Quốc cũng không thụ động để chờ Hoa Kỳ xử mình. Thì Trung Quốc sẽ gia tăng cái sức ảnh hưởng của họ ở khu vực khác. Đó là họ gia tăng sức ảnh hưởng của họ trên eo biển Đài Loan và trên Biển Đông để phân tán mỏng cái sự chú ý của Hoa Kỳ trong cái hồ sơ mà ép họ về cái vấn đề mà đánh cắp tác quyền, đánh cắp các kỹ thuật của Hoa Kỳ. Họ sẽ khuấy động cái khu vực Biển Đông, họ sẽ khuấy động cái khu vực biển Đài Loan để làm cho Hoa Kỳ bị chi phối, và có thể rằng họ thọc gậy sân sau, tức là họ sẽ thọc gậy ở khu vực Trung Đông để cho Syria bùng nổ lên, hay là Iran sẽ tỏ ra cứng rắn hơn, tức là họ sẽ đùng đùng dùng đủ mọi cách để phân tán cái sự chú ý của Hoa Kỳ tập trung vào cái hồ sơ này của họ. Chứ Trung Quốc họ cũng không có thụ động để mà Hoa Kỳ xử họ đâu. Thì chính vì vậy mà cái tình hình trong thời gian sắp tới các bạn sẽ thấy là cái bài toán là nó giống như là một chiếc xe chạy 5 mai 1 giờ nhưng không có thắng. Cái chính sách của Tổng thống Trump bây giờ nó là như vậy. Nó không chạy nhanh, nó chỉ chạy với 5 tốc độ 5 dặm 1 giờ nhưng nó lại không có thắng. Là nó cứ từ 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 nó tiến tới như thế này. Và trong khi đó thì Trung Quốc thì bây giờ nếu mà hút tới một cái thì không biết chuyện gì xảy ra, mà cứ lui dần á thì không biết lui tới khi nào. Tại chiếc xe này không có thắng. Mà bây giờ kiếm đồ trận nó cũng không có đồ trận nữa. Không có cái gì trận nó hết, cho nên cái chính sách cứng rắn của ông Trump á nó không phải là nhanh, nhưng mà nó chứ vậy nè, nó cứ tiến tới hoài và nó không dừng lại. Đây là cái mà Trung Quốc sẽ cảm thấy là một cái thử thách, và những quốc gia đang có làm ăn với Trung Quốc bây giờ họ bắt đầu họ sợ. Và các bạn thấy là hầu hết các quốc gia khác đã bắt đầu triệt thoái ra. Nhưng mà cái quốc gia mà được xem là cho Trung Quốc một cái bánh vẽ đẹp, tôi phải khâm phục là Nhật Bản. Trước khi mà cái cuộc chiến căng thẳng này thì các bạn nhớ là ông Shinzo Abe đã bay đến Trung Quốc, và bay đến Trung Quốc thăm Trung Quốc, là một vị lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản đến viếng thăm Trung Quốc trong 7 năm. Tức là trong 7 năm qua là không có một nhà lãnh đạo nào của Nhật Bản mà dám đến thăm Trung Quốc hết đó. Thì giữa hai dân tộc đang có những cái cua răng, tức là đang có những cái xung đột về dân tộc tính và về cái lịch sử quá khứ của họ. Okay. Thì ông Abe lại ký một loạt
những cái hợp đồng với lại nhà Trung Quốc trị giá hình như là 29 tỷ Mỹ kim thì phải. Theo tôi biết 29 tỷ Mỹ kim, một loạt hàng chục cái thương thảo. Thì các bạn thấy rõ ràng không? Đây là cái bánh vẽ. Tại vì những cái thương thuyết mà ông Abe ký thì nó cũng phải mất thời gian 3 tới 5 năm để thực 2 tới 5 2 năm tới 5 năm để thực hiện những cái thỏa thuận mà đôi bên đã ký kết, tại vì nó còn những cái lộ trình về mặt pháp lý, lộ trình về mặt đầu tư, lộ trình về mặt quy tắc ứng xử, tất cả những thứ đó, rồi cái phải đối chiếu tất cả luật lệ của hai bên lại để tránh có cái trường hợp mà overlap lên nhau, tức là đè lên nhau. Thì cái lộ trình đó để thảo ra một cái phương án thì nó mất nhất 2 năm để đôi bên có thể những cái thỏa thuận và bắt đầu xúc tiến cái việc mà ký kết, xúc tiến thực thời thực hiện cái việc mà đã ký kết, mà ông Abe đã ký kết. Thì các bạn nhìn thấy thì rõ ràng đây là cái bánh vẽ. Tại vì trong 2 năm này liệu Trung Quốc còn giữ được tư thế, còn giữ được tư thế để thực hiện cái dự án này với Nhật Bản hay không? Hay là Trung Quốc đang lâm vào cuộc chiến với Hoa Kỳ? Cho nên nhiều người nói với tôi là ủa tại sao ông Shinzo Abe lại đi ký một cái, trong khi Mỹ đang đánh Trung Quốc quá trời quá đất, mà ông Abe là đồng minh của Hoa Kỳ, mà Abe lại đi ký với Trung Quốc 29 tỷ Mỹ kim trong hàng trăm cái cuộc cái thỏa hiệp. Thì các bạn thấy đây nó siêu hơn cộng sản, cái bánh vẽ nó nằm trước mắt, thấy thì đúng là 29 tỷ nhưng thò tay vô lấy chưa được. Tại vì giống như tôi nói, nó còn một cái lộ trình về mặt pháp lý, về mặt quy tắc ứng xử, về mặt luật lệ bảo vệ cho hai phía khi mà ký những cái thỏa thuận với nhau. Ví dụ như một thương gia của Nhật Bản qua Trung Quốc mà vi phạm luật lệ của Trung Quốc thì ông ta được bảo vệ như thế nào về mặt luật pháp, đúng không? Hay ngược lại, một người Trung Quốc qua Nhật Bản làm ăn mà lại có những cái thái độ làm ăn cái là ba chật ba vuột gì đó và Nhật xử thì ông ta được cái quyền pháp lý gì? Đại khái là những cái đó đôi bên nó còn phải làm việc với nhau cho những cái thương thảo này. Chính vì vậy nói là ký nhưng mà nó là một cái hợp đồng bánh vẽ mà Trung Quốc để xoa dịu Trung Quốc, để Trung Quốc bớt đề phòng. Nếu mà bây giờ ông Abe không tới ký thì Trung Quốc lúc nào cũng quá sao, Nam Hàn rồi Nhật Bản tất cả nó sẽ tấn công mình, bla 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 bla. Và cái này là cái gọi là các bạn, cái này của tôi gọi là gì các bạn? Cái Việt Nam mình có cái câu rất là hay, ông đấm bà xoa, tức là Hoa Kỳ càng đấm thì Nhật càng xoa. Tại các bạn nên nhớ, Nhật với Hoa Kỳ hai như một, họ là đồng minh mấy chục năm rồi, từ thời đệ nhị thế chiến bây giờ rồi. Cho nên cái chiêu thức gọi là ông đấm bà xoa hay là có nhu có cương, nó đang diễn ra, nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Và rõ rõ ràng như vậy thì các bạn thấy cái lộ trình sau cái bầu cử cho tới cuối năm hoặc là trễ lắm là cái tam cá nguyệt của năm tới thôi, tất cả những biến động này nó sẽ diễn ra. Tất cả những biến động mà tôi vừa phân tích trong cái tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2019, tức là từ tháng 1 tới tháng 3, và bây giờ là đang chúng ta đang trong cái tam cá nguyệt cuối cùng của năm 2018, thì trong khoảng hai cái tam cá nguyệt này tất cả biến động nó đều xảy ra chứ nó không có kéo dài. Tại vì đối với ông Tổng thống Trump kéo dài không có lợi, ông phải dứt điểm cuộc chiến này. Tại vì cuộc chiến này cần sự dứt điểm, thứ nhất là để khẳng định cái tư thế của ông trong cái tư thế lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, mặc dù là cái rating của ông, tức là cái sự tín nhiệm của ông đã gia tăng lên 53% trong năm nay, nhưng mà ông muốn thắng bầu cử trong năm 2020 thì bây giờ là vẫn phải tiếp tục làm việc. Và cái cuộc chiến với Trung Quốc nó sẽ là một trong những cái điểm son để ông có thể tranh cử, tái tranh cử lại trong cái nhiệm kỳ 2 của năm 2020. Do đó, Tổng thống Trump sẽ không có để cho cái chuyện này nó dây dưa, và cái cá tánh của ông cũng không thích dây dưa. Các bạn đã thấy rồi, cái vụ ở Jerusalem và Tel Aviv khi tòa đại sứ Hoa Kỳ dời qua Jerusalem, ông làm một cái bập liền. Và khi mà ông tuyên bố là cắt cái phần cứu trợ cho người Palestine á, là ông cắt một cái kịch liền. Rồi cái ba cái quốc gia mà cắt bỏ quan hệ với Đài Loan mà đi với Trung Quốc là Cộng hòa Dominican, rồi El Salvador và Panama, là ngay lập tức Tổng thống Trump ra lệnh triệt thoái tất cả đại sứ mình về nước. Thì các bạn nhìn thấy á, ông Trump làm việc rất dứt khoát. Với cái cá tánh đó thì ông không thể để cái hồ sơ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ bị dây dưa. Ông ép tối đa để cuối cùng nó ra cái kết quả. Đó là cái cá tánh làm việc của Tổng thống Trump. Là ông cần kết quả cụ thể.
chứ không có những cái lời hứa trăng hứa cuội rồi ba cái gọi là thương thảo rồi ngồi xuống đối thoại đàm thoại rồi cứ kéo dài năm này qua tháng nọ. Ông Trump, các bạn thấy cái cá tính ông Trump trong 20 tháng làm việc của ông muốn kết quả cụ thể rõ ràng. Do đó, với cá tính của ông thì cái hồ sơ của Trung Quốc nó sẽ không kéo dài quá hai cái tam cá nguyệt. Nó sẽ không kéo dài quá hai cái tam cá nguyệt. Đừng nghĩ rằng cú điện thoại tôi đã nói, đừng nghĩ rằng cú điện thoại của ông tỏ ra vui vẻ với Tập Cận Bình rồi Tập Cận Bình cũng vui vẻ với ông thì đôi bên đã thấy được một cái giải pháp là hai bên sẽ giảm đi sự căng thẳng, sẽ bớt leo thang, bắc thang cho hai bên đi xuống. Chuyện này nó đã xảy ra khi ông Trump tới viếng thăm Bắc Kinh, cái lúc mà ông lần đầu tiên tới Bắc Kinh rồi. Cũng là vui vẻ dự quốc yến rồi chụp hình rồi bắt tay như là những người bạn tốt. Nhưng mà khi ông trở về Hoa Kỳ thì các bạn thấy mọi việc cho tới bây giờ nó đã thay đổi hoàn toàn. Đó là cái cá tánh của Tổng thống Trump và cách làm việc của ông. Bạn bè là một lẽ nhưng mà làm ăn là một chuyện khác. Bạn bè tôi với anh cũng ly được. Nhưng mà bước vô làm ăn thì phải phân rõ quyền lợi. Nó rất là rõ ràng. Ông Trump rất là rõ ràng. Bạn bè là bạn bè. Còn làm ăn là làm ăn. Hai chuyện nó khác nhau. Không thể đánh lộn. Ôi chúng ta là bạn sao cũng được mà. Mỗi bên nhường nhau một chút. Không có. Nhường hay không nhường thì cũng phải ghi rõ xuống văn bản. Chứ không có kiểu mà nói bằng cái miệng. Đúng không? Đó là cá tánh của ông Trump. Vì vậy, trong cái bài toán kế tiếp mà tôi lý giải và tôi giải thích cho các bạn là sau cái tuần lễ này, tới cái tuần lễ kế tiếp là cái biện pháp ngoại giao. Và cái bài vừa rồi của một nhà cựu ngoại giao ở trên tờ South China Morning Post là cái tiếng nói đầu tiên được đẩy ra để bắt đầu đưa giải pháp. Tức là bên Hoa Kỳ sẽ đưa ra một số những cái giải pháp là cái thiện được xem là cái thiện chí để làm việc với phía Trung Quốc để giảm bớt những cái căng thẳng. Nhưng mà những cái biện pháp mà phía Hoa Kỳ đưa ra, họ sẽ cứng rắn trong cái vấn đề mà bảo vệ tối đa những cái điểm then chốt. Những cái điểm then chốt mà tôi đã cắt nghĩa cho các bạn nghe rồi đó là cái vấn đề bản quyền phát minh và cái sản phẩm trí tuệ. Đó là cái điểm then chốt. Hoa Kỳ sẽ cứng rắn trong điểm này. Những điểm khác có thể dù gì, ví dụ như là bây giờ Trung Quốc 130 tỷ nhập cảng vào Hoa Kỳ, bị cho Trung Quốc nói tôi chỉ có khả năng lên anh được 200 tỷ thôi. Rồi tôi giảm bên tôi xuống 100 tỷ thôi, như bây giờ mình thay vì cái chênh lệch là 130 tỷ với 500 tỷ thì bây giờ mình nâng lên đây 200, đây xuống còn 400 được không? Thì những cái đó vẫn có thể thương thảo được. Rồi trong cái lộ trình đó mình sẽ đi thêm 1 năm, 2 năm nữa rồi mình quân bình nó tôi lên 50 tỷ, anh xuống 50 tỷ nữa, rồi cuối cùng mình bằng nhau. Đó là cái kiểu mà thương thảo của đôi bên nó có thể xảy ra để mà giảm đi những cái căng thẳng. Nhưng mà cái điều then chốt Hoa Kỳ muốn vẫn là sản phẩm trí tuệ và bản quyền trí tuệ. Mà điều này Trung Quốc không nhận được. Điều này Trung Quốc không nhận được. Trung Quốc không rút lại được. Và Hoa Kỳ cũng không thể lui được trong khúc này. Vì Âu Châu đã thông qua cái luật bảo vệ bản quyền một cách gay gắt rồi. Phía Hoa Kỳ không dừng lại. Do đó đây sẽ là cái điểm bế tắc giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump. Hai bên sẽ không giải quyết được vấn đề này. Do đó cái cuộc gặp gỡ bên lề của cái hội nghị G20 sẽ không đi kết quả chung cuộc. Và vậy thì Hoa Kỳ lại phải tiếp tục con đường của mình. Là giải pháp ngoại giao đã thất bại. Bây giờ tôi cần bằng chứng để có chính danh, để có đầy đủ lý do tôi đánh ông Trung Quốc. Quý vị Bộ Tư pháp, quý vị của Cục Tình báo, quý vị của Cục An ninh Quốc gia, làm ơn đưa bằng chứng cho tôi. Để tôi làm. Đó là cách của Hoa Kỳ. Do đó cái lộ trình này các bạn thấy nó không dài lắm. Chỉ là tam cá nguyệt này cho tới tam cá nguyệt tới thôi. Tại vì với cá tánh của ông Trump, ông phải giải quyết dứt điểm bài toán này. Tại 2019 rồi qua tới 2020 là phải vận động tranh cử lại rồi. Và còn quá nhiều việc ông cần phải giải quyết. Cho nên bài toán của Trung Quốc phải dứt điểm một cách dứt khoát. Đó là cái cách của Tổng thống Donald Trump. Ông cố gắng làm. Và ông làm theo cái suy nghĩ của ông. Và ông làm theo cái cảm nhận của ông đối với Trung Quốc. Và sự lấn chiếm của Trung Quốc cũng như là cái tiềm năng nguy hiểm của Trung Quốc đối với cái quyền lợi của Hoa Kỳ và đối với cái nền hòa bình ổn định của cả thế giới. Do đó ông Trump sẽ không dừng lại. Và đây sẽ là một cái bài toán và một cái cục diện tôi nói là rất hào hứng. Nếu như các bạn là những người quan tâm tới cái cục diện giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, các bạn sẽ tìm thấy được những cái điều hay. Mặc dù rằng hai bên có những cái quan hệ lắt léo đang xen lẫn nhau, nhưng mà cái quan hệ đang xen đó bây giờ ông Trump ông đã dỡ ra từng miếng một rồi. Nó chưa rõ ràng thì bây giờ ông dỡ ra rõ ràng cho từng miếng một rồi. Không còn cái kiểu mà gọi là đang xen nữa. Do đó các bạn, cái hồ sơ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó sẽ còn tiếp tục nóng cho tới cái tam cá nguyệt kế tiếp.
còn xảy ra cuộc chiến hay không thì chúng ta vẫn chưa có dự, tất cả đều chỉ là dự đoán và chỉ căn cứ trên những cái gì đang xảy ra và phân tích thôi. Nó không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng ít nhất chúng ta hiểu được hai quốc gia không thể tránh được một cuộc chiến. Đó là một cái kết luận tương đối chủ quan của tôi, thuật của tôi thôi. Thì hy vọng rằng các bạn nghe để nắm rõ cái tình hình và hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và đó là bài nói chuyện ngày hôm nay thứ 6. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và tối nay vẫn là chương trình giải mã của Phong. Và sáng ngày mai thì chương trình tán gẫu sáng thứ bảy vẫn trở lại, hay là chương trình vô đề ngày chủ nhật. À, tuần trước thì Phong bận ở San Jose đã không thực hiện được hai chương trình này. Thì sáng ngày mai sẽ trở lại chương trình tán gẫu. Thì hy vọng là các bạn sẽ comment vào và cho Phong biết ý kiến, cũng như đóng góp những ý kiến của các bạn về các cái chương trình vào sáng ngày mai. Và chúng ta sẽ gặp lại vào tối ngày hôm nay trong chương trình giải mã. Mến chào tất cả mọi người.